Anh đợi cơ. Lại chiến ai vắng vẻ nhỉ? Mẹ về chơi ạ. Để ăn cơm đi. Em đi ăn cơm với mẹ đi. Ăn cơm với mẹ. Ăn tí nào. Ăn xong đi rồi bác. Đừng có ngồi đấy. Con bụng có chưa nhiều, còn về đây ăn bạn tao. Lần sau không được làm như thế đấy. Vớ hoa vớ vẩn. Nói không này. Lần sau làm như thế thì về các bác các ông phải chui cho. Chào cái luôn. Chào luôn. Tôi thẻ đi. Có kẹo. Em múc cơm nhé. Anh đợi cơm sắp nguội rồi. Vâng. Lại chuyện ai vắng vẻ anh ơi. Anh này biết ai ngoài nhà. Nhà xem ai vào đi. Mẹ về chơi ạ. Mẹ về sao không bảo con một câu? Em đi lấy cho mẹ bát cơm đi. Mẹ về sao mẹ không bảo con một câu? Nói với mẹ về mẹ con mẹ cũng đừng nói. Để ăn cơm đi. Ăn cơm. Vâng. Thế cháu ở đâu về thằng là về đấy. Ở đấy. Hôm nọ con thấy em ấy bị đuổi ra khỏi nhà, không có nhà ở, con mới lấy về đây nhá. Con lấy về đây cho ở tạm nhá, mẹ nhá. Ăn cơm đi. Ăn cơm.
Mẹ anh vui tính mà. Thế cháu ở đâu về, cháu lại về đây. cháu lớp có em bé nên là bị mẹ đuổi ạ. Thế cháu có chịu thì cháu lại về đây ở với nhà bác. Không sao đâu mà mẹ, cho ở được mà chứ. Thế cháu có chịu thì cháu lại về đây ở với bác. Con ở cái liều kia, quán là con nhà bác đưa con về ở liều. Thế mà phải tạm mấy hôm nữa nhé, không được ở lâu nữa đấy. Nói mẹ, mẹ nhà tôi mấy năm con bé. Bác nhau. Tôi ăn cơm đi chị được. Ăn cơm đi nhá. Em ăn cơm đi. Mẹ ở đây chơi. Ôi mẹ về, về thôi. Mẹ về đây ở chơi với con một tí xong mẹ về. Thế mẹ ngồi đây chơi với em này nhá. Xong là con đi đào măng cho mẹ nhá. Em ở đây ăn cơm với mẹ đi. Ăn cơm với mẹ. Thế ai làm dâu này? Dạ, ngon tí nào. Làm dâu ăn chứ ăn không? Thôi đi, ăn đi xong đi, vô bát đi. Ăn thế thôi, ăn xong đi, vô bát đi. Ăn xong đi, vô bát. Con gái về ăn thế này. Đi. Đừng có làm cái đấy. Con buồn có chưa nhiều, còn về đây ăn bạn tao. Ô kéo láo nha. Nói không nghe. Không xong phải vừa bát nha. Dùng giảm thế. Vớ ba vớ bẩn. Nói không nghe. Về đây với tao. Lần sau không được làm như thế đấy. Vớ ba vớ bẩn. Lần sau làm như thế thì về các bác các ông rồi chui cho. Con gái mà con gái như thế thì có chưa rồi còn về đây làm gì? Nói không bao giờ nghe. Lúc nào cũng thế. Ôi, to thế.
đi về đấy. Mẹ ơi. Cái này thì con lấy một túi bóng. Xong rồi không phải đi chơi. Mẹ về luôn à? Mẹ, mẹ đi cẩn thận nhá. Mẹ đi về cẩn thận nhá. Mẹ em vui tính. Cái này lấy cho tối. Ê, đi sang chân tối. Đi, đi anh chân tối. Chó nó ăn ngon rồi đấy.
Dạo này tốt hơn nhỉ. Nó hơi bé nhỉ. Này chắc được cân rồi. Cho lên cân thừa là khuyến mại nhé. Đây xong rồi bố tiếp. Để nó đông thôi. Từ từ. Nó đè lên năng rồi. Tính cân rồi nhá. Đằng sau bố mua nhiều. Thank you.
nha. Ai ai ai. Chưa? Em đi về rồi ạ. Ăn xong đi nhiều bác, đừng có ngồi đấy. Ăn xong phải nhiều bác nha, đừng làm thế. Vớ hoa vớ vẩn, nói không nghe. Lần sau không được làm như thế đấy. Vớ hoa vớ vẩn, con gái mà con gái như thế, đừng có chưa về còn về đây lắm đi. Nhưng mà em với mẹ anh đi với chúng nó. Ở chỗ kia có nhiều củ măng lắm, mà anh tìm thấy.